Chào mừng anh chị đến với kênh channel của Đầu Chứng Khoán. Và hôm nay em sẽ làm chị một cái video. Chúng ta cùng nhìn nhận lại thị trường trong ngày hôm nay, cũng như xem thị trường ngày mai diễn biến thế nào nhé. Và anh chị thấy đó, hiện tại thị trường chúng ta đang có một tiến triển khá là tích cực khi mà chúng ta không gãy đường hỗ trợ, đó là vùng 1380, đó là coi là tích cực rồi. Khi trong một phiên đoạn vệ sinh như thế này, rất nhiều những cái tín hiệu nhiễu có thể xảy ra nhé. Và chúng ta cùng coi thị trường hiện tại đang như thế nào nhé. Trước khi đến phần đó, rất mong mọi người bỏ chút thời gian, những thích video của người đò này, mọi người thấy video hay chia sẻ video đến nhiều người hơn nhé. Và rất mong mọi người nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ người đò. Và hiện tại người đò có một cái group cộng đồng ở đây, người tham gia cũng người đò nhé. Những ai trả lời câu hỏi sẽ được người đò duyệt nhé mọi người. Rồi chúng ta quay lại với thị trường thôi ạ. Hiện tại thấy là thị trường này, mọi người thấy này, thị trường hiện tại thì có những cái sự rung lắc rất mạnh mẽ từ những giai đoạn, đó là giai đoạn phiên chiều nhá. Đặc biệt nhất là khi mà tâm lý sợ đoạn vệ sinh, sợ trường giảm rất là nhiều ấy. Và rất may thì chúng ta vào phiên IBC thì có những cái sự gọi là tín hiệu nhiễu thôi, nhưng thật sự đó là những cái chúng ta đã tính trước, đã biết trước rồi, không gì chúng ta sợ cả. Và rất nhiều những mã phiếu chưa gì gọi là giảm mạnh cả, đa phần chỉ là những mã phiếu kiểm tra, là những cái vùng nền hỗ trợ mà thôi đấy. Nhóm về 10 như vậy, hôm nay nổi bật nhất là phải nói đến một số mã phiếu của ngành bất động sản, khu công nghiệp, đúng không mọi người? Đây em có biết cho mọi người một số mã phiếu, mọi người có nhớ mà biết cho mọi người một số mã phiếu đây chưa? Đây hồi đó trong cái video này, tôi list cho mọi người một số mã phiếu như D2D này, TIP này, HSL này, GVR, đúng mọi người. Đấy, mọi người xem lại video này. Đấy, em cũng nói nhắc lại mọi người đây, ngay giai đoạn mà em nói về cái dòng vốn FDI đổ vào trường ta ấy. Đây, lúc này này, phân tích rất rõ một số mã phiếu nhá. Đấy, thì anh chị có thể quan tâm cái video này thì xem lại. Và hiện tại vẫn còn một số mã phiếu vẫn còn để mua đang chờ chờ anh chị đó nhá. Thì hiện tại chúng ta đang vận động thế nào mọi người? Thì chúng ta hiện tại thì có một cái nến, phải nói là một cái nến nhìn chung khá là xấu, nhưng mà không bị gãy cái nền hỗ trợ rất là tốt rồi nhá. Và hiện tại thì theo em, chúng ta không nên mua bán vội, chúng ta nên cứ quan sát thị trường đã. Đấy, theo em như vậy. Và thì chúng ta có thể sẽ là một phiên trả bài vào ngày mai, tức là ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại những cái vùng đó là 1390 nhá. Và em view cho tuần sau, đây nhìn thấy này, cái này là thị trường em có view có cái tuần sau cũng như tuần này luôn. Thì thấy là anh chị coi cái nhận định tuần của em á, là em có nói rất là rõ ràng những yếu tố như vậy nhá. Đây, tức là thì chúng ta tiếp tục điều chỉnh tích lũy nhẹ quanh những vùng đó là 14 và 14400 đó vào tuần sau, tức là tuần này này. Đấy, và cái tuần cơ cấu của danh mục ETF đấy là vào ngày 25 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 10, đó là sẽ là một cái việc đánh lên đấy. Và trong tuần này sẽ là một cái tuần có khả năng rất là cao cho một cái phiên breakout giả, đúng không? Và chúng ta đã thấy là thứ hai, thứ ba có những phiên đó rồi đấy. Và kỳ vọng là vào cái những cái thời điểm vào ngày 25 tháng 10 hoặc là giai đoạn từ 29 tháng 10, dòng banh sẽ là dòng quay trở lại đánh lên, và dòng banh sẽ là một dòng kỳ vọng có thể kéo cho chúng ta vượt được một vùng 1.4 nhá. Đấy, thì em có view cho mọi người như vậy. Và em nhắc nhở mọi người rất là rõ rồi, là những cái ngày đoạn vệ sinh của ta từ 2 tháng và 2 tháng trước đó đa phần đều những cái sự rung lắc nhẹ thôi. Đó, tháng 9, tháng 8 này đấy, không gì biến động quá mạnh cho nên ta không phải sợ quá nhá. Đấy, thì nếu có thì cái vùng hỗ trợ là 1380 cũng như kháng cự là 1420. Đấy, đấy thì nhắc nhở mọi người như vậy nhá. Thì vì rồi có một khả năng xảy ra nữa, có thể xảy ra, đó là khả năng thì chúng ta có thể sẽ giảm sâu từ 30 đến 50 điểm. Đấy, là vào giai đoạn cuối tháng 10 có thể giảm sâu, nếu như nhé, nếu như dòng banh, dòng trứng và dòng thép không đủ lực để xoay giữa thị trường nha. Đó, nói rất là rõ ràng cho mọi người thấy luôn rồi. Đây là cái dấu hiệu là tại sao dòng banh, dòng trứng không đủ lực giữa thị trường thì ngay lập tức sẽ bị đạp nha. Hiện tại thì banh, trứng, thép đang hỗ trợ thị trường rất mạnh mẽ để giúp được thị trường ta trên được vùng 1380 cũng như quanh vùng kháng cự nha. Đấy, đây banh trứng thép này đang tích cực này và xoay tua liên tục, mọi người thấy không? Đấy, thì hôm nay thì em có không có khuyến nghị mua, thay đó em có hỗ trợ mọi người là tiếp tục canh những cái việc là thị trường hồi cơ cấu một số mã phiếu yếu, giữ một số mã phiếu mạnh, nên nắm giữ tầm 70% cổ phiếu. Đấy, em nghĩ như vậy ở góc nhìn của em, tại vì là việc thị trường chúng ta giảm thì chúng ta phải có tiền ta mua, tập trung vào những mã phiếu mạnh chứ, đúng không ạ? Đấy, thì em đang quan sát như vậy, em có nhắc nhở mọi người như vậy. Thì tuần sau sẽ là tuần đáo hạn của một số quỹ ETF nhá. Đây, danh mục của họ đây, cơ cấu của một số cái quỹ như là ở đây là mình này, hay là ETF VN30 này, hay là SSI nhá. Và đây một cái thống kê cho thấy là hiện tại xu hướng giao dịch đa phần hướng mạnh vào nhóm bảo hiểm đồng mạnh này, đấy, cũng như là dòng vốn đổ mạnh vào đa phần là cá nhân họ mua rất là nhiều nhá, trong khi đó tổ chức cũng như là khối ngoại thì bán.
Đấy, có xem xét một số vấn đề như vậy. Thì đầu phim này có nhắc nhở mọi người một số vấn đề. Là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thị trường khi chúng ta tạo ra một cái cây gọi là cây min ba nhá. Và đó được coi là một cái kiểm tra lượng cung cầu cũng như rũ bỏ một số nhà đầu tư nhá. Đấy, thì cũng nhắc nhở mọi người như vậy. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ quanh những vùng đó là vùng 1380 cho đến vùng 1400. Đấy. Tiếp tục canh mua với Hòa Phát cũng như là mua với Techcombank. Thì đó về góc nhìn của thị trường nhá mọi người. Đấy, mọi người thì quan sát thị trường như vậy. Thì hiện tại thị trường đang tạo chúng ta một cái nến, phải nói là một cái nến tuần, tạo một cái nến tuần doji nhá, cũng không có nhiều cái sợ hãi quá thị trường bây giờ, cứ gọi là trong những vùng kháng cự thì chơi được. Đấy, thì nhìn tổng thể thị trường hiện tại vẫn chưa gì xấu cả nhá, đi đúng với những cái gì ta vẽ ra nhá, đi đúng đường trên line, không gì phải sợ cả. Đấy rồi, về một số yếu tố về trường với chặt tuần này hiện tại nhá, cũng đang có dấu hiệu quay đầu, chưa phải là xấu quá với chặt tuần nhá, nó rất là bình thường, một cái nến doji vậy rất bình thường nhá. Về V30 sao ạ? V30 thì còn ngày mai nữa, nhưng cũng đang có dấu hiệu gần giống như chặt tuần của VNX rồi, nó cũng tạo một cái nến gần như một cái nến doji đảo chiều tí nhá. Về daily thì thấy là thị trường chúng ta đang về V30 xấu hơn nhá, thủng cái đường MA10 rồi, có thể sẽ về kiểm tra lại vùng này vào phiên ngày mai nhá, sau đó cái rút chân cũng có thể xảy ra về vùng 1474 nhá, với V30. Đấy, góc nhìn của em như vậy. Thì quan sát về một số mã phiếu nhá, hôm nay đi sơ lược nhanh thôi, tại vì hôm nay có một số việc bận đi họp một số vấn đề á. Em sẽ đi sơ lược một số mã phiếu trong V30 đã. Bất động sản ta thấy là có Khang Điền nè, rất khỏe đúng không? Dòng bất động sản hiện tại rất khỏe, nó có Đít này, có Nhân Tư Liên mà rất khỏe đó, nhưng mà phiếu này thấy này rất là khỏe, tại vì sao? Tại vì MACD nó vẫn đang hướng lên đó, trong khi đó một số mã phiếu MACD hướng xuống thì nó sẽ không chạy. Ví dụ nhá, như là KBC này, thấy không? MACD hướng xuống này thì nó sẽ giảm nhá. Đó, tương đương như vậy. Rồi một số mã phiếu khỏe em có khuyến nghị cho mọi người mua ở trong cái một số mã phiếu đầu tư trong cái cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đó là mã phiếu D2D thì chạy rất là khỏe, thấy không? Chạy rất là khỏe. Anh chị đã mua những cái điểm giống như em được giá tầm 55, đây thì chúc mừng anh chị luôn. Giờ khoảng lại lên tới một cái mức tầm hơn 10% rồi, 11-12 rồi, 16% rồi, chúc mừng anh chị nhé. Rồi một số mã phiếu như là SSL này, hôm nay bắt đầu chạy 3 phiên này, mình thấy không? Đấy, ai mua những cái nhịp này, ngay những cây này cùng em thì chắc chắn sẽ có khoảng lãi rất là tốt rồi, 18% sẽ chúc mừng anh chị luôn. Mã phiếu tiếp hôm nay bắt đầu chạy này. Đấy, thì em hôm qua em nói rất rõ ràng là mã phiếu này chỉ là một phiên kiểm tra lại cũng như cạn cung rồi. MACD nó rất là đẹp, hướng dương rồi, không lý nào nó không chạy cả. Hôm qua em nói rất rõ ràng trong video ngày hôm qua rồi, anh chị thấy không? Hôm nay nó chạy này. Đấy, chúc mừng anh chị nhá. Một mã phiếu thì bị gọi là bị hụt hơi, đó là mã phiếu GVR thì bị hụt hơi. Hôm nay có những cái phiên kiểm tra đường 20, nhìn chung là chưa phải xấu nhưng mà nó đang có một dấu hiệu là tạo một cái vùng đáy đây lên tiếp nhá, cứ tục nắm giữ không phải sợ nhá. Một số mã phiếu ESC này, đấy rồi Long Hậu này, rồi EDC này, tôi nắm giữ cho em không gì phải sợ nhá. Đấy, HDC có thể quan sát để mua được qua những cái vùng này, có thể quan sát được để mua qua những vùng giá tầm 91 nhá, 91-92. HDC, DXG thì quan sát nhá, những lực này là những lực khá tích cực của mã phiếu DXG, quan sát được nhá, bắt đầu có thể quan sát mã phiếu DXG được rồi. EDC cũng quan sát được nhá, có thể quan sát những vùng giá tầm 30.5 và mua được mã phiếu EDC nhá. Rồi sơ lược về một số mã phiếu dòng Vinhome này, dòng VIX này, thì hiện tại là có thể căn những cái nhịp đó là về vùng giá tầm 76 mua thêm cho em nhá, 76 mua thêm cho em, rồi hoặc là 77 nhá. Rồi mã phiếu VIX thì nhìn chung thì cứ giữ đã nhá, có thể sẽ có sự lắc mạnh qua những vùng này, tích lũy lại qua những vùng này. Vinamilk em nghĩ là nhịp này em ta nên cơ cấu được rồi, tại vì là MACD bắt đầu phân kỳ rồi, có dấu hiệu xấu rồi nhá, cơ cấu được rồi, bán được rồi nhá, không nên nắm giữ, tại vì là trước mắt bán để canh những nhịp nó về 88 mua thêm nhá, mua mới. Mã phiếu MCM thì khỏe này, hiện tại vẫn là khỏe, không gì phải sợ cả. Chỉnh không vô này rất là tốt nhá, khối lượng MACD đang hướng dương tạo đáy liên tục như vậy thì không gì phải sợ ấy nhá. Rồi một số mã phiếu nữa trong cái nhóm V30, chúng ta có dòng banh như ACB. Đấy, nhưng mã phiếu dòng banh hiện tại đang có mô hình VCB và cũng như kiểm tra trên đường 20, không gì phải sợ nhá. ACB này, rồi Techcombank này. Đấy, rồi MP này. Đấy, rồi Vietcombank này. Đó, Vietcombank, rồi CTG, BIDV là ba mã phiếu yếu hơn thị trường rất là nhiều nhá. Nhưng mà phiếu mạnh là những mã phiếu nằm trên đường 20 như Techcombank này, rồi HDBank này. Đấy, rồi HDBank yếu hôm nay bắt đầu giảm rất mạnh nhá.
Đấy, kỳ vọng là một cái phiên ngày mai sẽ sóng hồi lại, hoặc là sau sóng hồi lại mà phí vòng banh. Thì vòng banh rồi OCB rất khỏe. Chúc anh chị mua OCB nhá. Mua những cái vùng giá tầm 24.5 của men bây giờ đã có một khoản lãi rất tốt rồi. Đấy, thì cứ banh thì vòng banh để vậy nhá. Rồi VBan. VBan thì hôm nay cứ bình tĩnh nắm giữ thôi, không gì phải sợ đâu nhá. Vùng VCB và đang có những dấu hiệu tích cực tạo những cái điểm mua pivot thôi. Đấy, không gì phải sợ đâu. Rồi một số mã phiếu dòng bán lẻ, thế là có thế giới động này. Hôm nay rất là xấu rồi, chứ em đã nói với anh chị rất là nhiều rồi, là một số mã phiếu dòng thế giới động đang dấu hiệu tạo hai đỉnh phân kỳ rồi. Nói rất là nhiều với anh chị rồi, em đã bán rồi. Đấy, em chỉ đang nắm giữ mã cổ phiếu BNG thôi. Đấy, BNG thì hôm nay có những cái phiên kiểm tra đường 20 luôn, cũng khá là lo. Nhưng mà nhìn chung thì cái MACD nó mạnh hơn nhá. Và hiện tại thì thế giới động nó sẽ canh mua nếu như nó về được những cái vùng giá lý tưởng, nó về những cái vùng giá tầm 21-25 nhá. FRT hôm nay kéo một cái rút chân này, rút chân nằm trên được đường 20. Đó thì nhìn chung là đang có dấu hiệu là tạo vùng nền quay đầu rồi. Nhưng mà hiện tại là mã phiếu này chưa nên mua, đợi khi nó vượt đỉnh nên ta mua nhá. Masan tiếp tục nắm giữ nhá, chưa gì phải sợ đâu nhá. VGC nắm giữ được mã phiếu này, nên mua. Mình có nên mua được mã phiếu VGC nhá, nên mua được nhá. Đấy. Rồi một số mã phiếu nhà bảo hiểm như có là BVH này. Quan sát được trên vùng giá đường 20, quan sát được mua được nhá. BVH rất tích cực nhá. Rất tích cực, không gì phải sợ đâu. MIG này cũng quan sát được nhá. Quanh những cái gọi là cái vùng nền hỗ trợ ngay vùng này này. Quan sát mua thêm được cho em vùng 27.3.2. BV cũng quan sát được nếu như nó về vùng giá 48. Rồi mã cổ phiếu tiếp theo đó là BMI, cũng là bảo hiểm, quan sát đợi nó đóng cửa trên đường 20 thì mua. Đó, mã phiếu này nó xấu hơn nhá, tại vì nó phân kỳ không đẹp lắm. Rồi video tới đây kết thúc thôi, tại vì em làm một video ngắn, tại vì em sắp tới có một cuộc họp ấy. Xin chào và cảm ơn chị rất là nhiều nhé, cảm ơn chị rất là nhiều. Rất mong chị bỏ chút thời gian, nếu thích video này, thấy video hay chia sẻ lan tỏa nhiều người nhé. Anh chị có thể đăng ký kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh hoặc là nhấn vào đường link này nhá. Rất mong chị ủng hộ em bằng cách là nếu thích như vậy, anh chị có thể tham gia trong cộng đồng bên em bằng cách nhấn vào cái đường link này nhá. Tham gia nhá, xin chào anh chị. Chúc chị một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin chào anh chị nhé.